Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay cái ngã ba Tân Khai, là nơi giao nhau giữa đường Tân Hòa Đông, Hương Lộ 2 và Trương Phúc Phan. Cách cái vị trí này 200 m, mình có một căn nhà mặt tiền đường Tân Hòa Đông với diện tích ngang 5 và 30 m. Sổ hồng riêng đầy đủ, nhà rất là đẹp, đúc lửng. Hiện mình đang cho thuê. Với cái thu nhập cao và ổn định hàng tháng, ngân hàng thẩm định cho mình vay căn nhà này trên 80% giá trị căn nhà. Tuyến đường Tân Hòa Đông được xem là cái tuyến đường liên quận. Một đầu nó là kết nối với đường Hương Lộ 2 Trương Phúc Phan của quận Bình Tân. Ở phía trước mình là cái ngã ba Trương Phúc Phan và Tân Hòa Đông. Đây là cái con đường rẽ vào Trương Phúc Phan, mình chạy thẳng ra là tỉnh lộ 10 Tân Lửa. Và cái hướng ngược lại của đường Tân Hòa Đông này là nó thông nối ra dài tới khu vực quận 6. Đây là tuyến đường huyết mạch cho nên lưu lượng xe cộ qua lại lúc nào cũng đông đúc và tấp nập. Và khu vực này thì rất là nhiều trường học, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, trung tâm Anh ngữ. Ở phía trước mình là một cái trung tâm Anh ngữ rất là lớn, đây là trung tâm Anh ngữ Đông Đô. Và trường mầm non, trường tiểu học đầy đủ hết. Tiện ích bán kính trong vòng 300 m là mình gần ngân hàng, chợ, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại. Đi ra ngoài khu 4 xã là khoảng 700 m, mình đi ra Đầm Sen là 1,7 km. Đi ra các quận 5, quận 6, quận 11, quận Tân Phú rất là thuận tiện. Và đi ra quận 6 với quận Tân Phú thì trong vòng 800 m đổ lại. Và bây giờ thì bên em mời quý khách cùng bên em di chuyển trên cái tuyến đường Tân Hòa Đông để mình tham quan căn nhà này nhé. Em sinh ở đó hướng dương, đưa mặt trời trong anh tình giấc. Hương thơm hoa lá đơm bông, làm trái tim đôi ta rực hồng. 2 năm thương nhớ bao lâu, nhưng giờ này em đang ở đâu? Thu sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây. Gọi nắng cho sông quay về, anh lang thang một chiều thu vắng. Câu hứa yêu nhau năm nào, nhưng giờ đây bông hoa u màu. Đọng lại giọt lệ trong anh tuôn rơi, sao em vội vàng bước đi. Tình tan vỡ em buông đôi tay chia. Dạ, bên em đã tới cái vị trí căn nhà của mình rồi. Nhà với cái diện tích ngang 5, dài 30 m, nhà cấp 4 đúc lửng, rất là đẹp, khang trang. Hiện mình đang cho thuê, sổ hồng riêng đầy đủ, giá là 13 tỷ còn thương lượng. Ngân hàng thẩm định vay 80% giá trị căn nhà. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ cũng như cập nhật cái giá tốt nhất, quý khách liên hệ số hotline để trên màn hình. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này, nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau. Rồi nhớ mà kéo sao lòng thần thờ.